về hưu 7 phúc lại kém phúc nhất trong số các tứ trụ. Vì sao như vậy? Từ khi ông về hưu, ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước lại trở nên một đặc điểm trong một số vụ án kinh tế quan trọng. Đầu tiên là vụ Việt Á liên quan đến trách nhiệm của ông khi còn làm thủ tướng. Nguồn tin nội bộ cho biết ông Phúc mất chức chính vì vụ án này. Như luật bất thành văn, các vị trí tứ trụ là không thể bị truy tố. Vì thế, vụ Việt Á liên quan đến sinh mạng của rất nhiều người trong đại dịch, nhưng lại được đảng giải quyết khá nhẹ nhàng. Ông Phúc chỉ bị cho về vườn, chứ không chịu bất kỳ hình thức trừng phạt nào của pháp luật. Trước ông Phúc, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bị rơi khỏi vũ đài chính trị vì những chính sách kinh tế tệ hại. Đồng thời, ông Dũng còn để lại cho con gái thành bà trùm không ngai trong lĩnh vực tài chính. Tất nhiên, trong sự yếu kém của các dự án kinh tế ấy, không thể thiếu tham nhũng. Tham nhũng đem lại nguồn tiền khổng lồ cho các quan chức của đảng, biến họ thành những người giàu có với những khối tài sản chìm nổi cực lớn. Nói về ăn thì quan chức nào cũng có, đó gần như một mẫu số chung của tầng lớp quan lại, từ trung ương cho tới địa phương. Ông Nguyễn Tấn Dũng bị cho là ăn đậm, ông Nguyễn Xuân Phúc đang bị khui, và tất nhiên ông Phạm Minh Chính cũng không thể nhịn đói. Quyền lực trong tay cộng với cơ chế thiếu minh bạch là môi trường rất tốt để mà tham nhũng nảy nở. Tuy nhiên, rất ít người trong số đó bị đưa ra ánh sáng, hầu hết đều hạ cánh an toàn. Trong đó, nếu ở vị trí tứ trụ, dù có bị lộ, chịu nhả ghế thì cũng không được yên. Ông Nguyễn Tấn Dũng sau khi về hưu thì không còn bị điều tra về những vụ án thời ông còn làm thủ tướng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã về hưu, nhưng xem ra số phận không được êm ả như ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Bởi sau khi ông dàn xếp xong vụ Việt Á thì lại đến vụ án Trương Mỹ Lan. Nguồn tin nội bộ cho biết ông Tô Lâm từng dọa tóm ông Phúc, nhưng ông Phúc lại dàn xếp thành công và tạm được yên ổn. Nhu cầu của Tô Lâm không thực sự là muốn làm trong sạch hàng ngũ của đảng, mà chỉ muốn tống tiền người không còn quyền lực. Tất nhiên, hồ sơ đen chính là một con tin để ông Tổng Bí Thư tố tiền đồng chí của mình và là sếp của ông một thời trước đây. Hiện nay, vụ án khu du lịch Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Chí đang hướng thẳng đến nhà Nguyễn Xuân Phúc. Trước mặt lính của ông Tô Lâm, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thời ông Nguyễn Xuân Phúc, làm thủ tướng đã không ngần ngại khai ra kẻ chủ mưu cao nhất là cấp trên của ông. Đây lại là cơ hội rất lớn để Lương Tam Quang tiếp tục tống tiền cựu thủ tướng. Khả năng cao ông Phúc cũng không bị truy tố như những vụ án trước đây, đồng thời ông phải bung mạnh tiền chuộc cho bộ hồ sơ đen mới này. Tứ trụ về hưu thì rất nhiều, có thể kể ra như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, vân vân. Tuy nhiên, chỉ có Nguyễn Xuân Phúc liên tiếp gặp rắc rối, hết vụ án này đến vụ án khác. Và câu hỏi đặt ra là, vì sao lại như vậy? Thực tế, Thủ tướng là vị trí quyền lực thứ hai trong đảng, nắm quyền điều hành nền kinh tế của cả đất nước, nên cơ hội để sơ múi cũng rất cao. Cho nên, trong số cựu tứ trụ, cơ hội kiếm ăn của Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Tấn Dũng được xem là vượt trội hơn cả. Tuy nhiên, Nguyễn Tấn Dũng có đàn em đang nắm chức Tổng Bí Thư và Thủ tướng. Ngoài ra, ông Dũng có rất nhiều mối quan hệ tốt với các quan chức đương nhiệm khác hơn Nguyễn Xuân Phúc. So với ông Dũng thì ông Phúc được xem là thân cô thế cô, nên dễ bị Tô Lâm bắt nạt hơn. Đã qua thời kỳ ăn khẩm, giờ ông Phúc phải nhả lại để mua lấy sự an toàn sau khi hạ cánh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin về hưu 7 phúc lại kém phúc nhất trong số tứ trụ về hưu. Vì sao lại như vậy? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Hưng Yên có bao nhiêu tướng, Hưng Yên hóa chẳng khác nào quân phiệt hóa. Hiện nay Hưng Yên có 7 người trong Trung ương Đảng là ông Tô Lâm, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Hoàng Xuân Chiến, Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Hải Ninh, Đỗ Tiến Sĩ. Trong đó có 2 người là ủy viên Bộ Chính trị.
chỉ tính những người trong Trung ương Đảng, Hưng Yên có đến 5 trên 7 là tướng công an và quân đội. Đấy là chưa kể đến những nhân vật còn đang xếp hàng, chờ Tô Lâm đẩy vào Trung ương Đảng, trong đó có ông Vũ Hồng Văn, thiếu tướng công an. Thực tế, Tô Lâm đang xây dựng bộ khung Hưng Yên dựa vào tướng công an làm nòng cốt. Bộ khung bên trong bao gồm Tô Lâm, Tổng Bí Thư, Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Nguyễn Duy Ngọc đang được nhắm đến ghế thường trực Ban Bí Thư trong tương lai. Bộ khung bên ngoài gồm hai tướng quân đội là Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Trung ương Đảng Hoàn Xuân Chiến và Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng Tư lệnh Quân khu 1. Tô Lâm đang nỗ lực hết sức để đưa ông Hoàng Xuân Chiến vào ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, còn ông Nguyễn Hồng Thái vào ghế Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng trong nhiệm kỳ tới. Với Tô Lâm, Bộ Công an là căn cứ địa, còn Bộ Quốc phòng là nơi ông đang tìm mọi cách để mà chiếm giữ. Trước đây khi phe Phan Văn Giang và phe Lương Cường đấu nhau thì Hoàng Xuân Chiến mất hút, không có khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi sau khi Tô Lâm bất ngờ làm phản, chiếm ghế Tổng Bí Thư thì thế và lực của Hoàng Xuân Chiến nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể là đối thủ của Phan Văn Giang tại Bộ Quốc phòng. Trước đây, Tô Lâm phải tìm mọi cách để chiếm giữ Ban Bí Thư dựa trên căn cứ địa vững chắc tại Bộ Công an. Nay ban này đã nằm gọn trong tay của Tô Lâm và ông ta đang chỉnh sửa căn cứ địa mới này để không còn ai có thể cản đường ông ta ở đây. Chắc chắn một ngày không xa, Ban Bí Thư sẽ là căn cứ địa vững chắc cho Tô Lâm sau Bộ Công an. Căn cứ địa thứ hai này sẽ do Nguyễn Duy Ngọc trấn giữ. Như vậy, chỉ còn lại Bộ Quốc phòng là nơi Tô Lâm đang muốn chiếm giữ làm căn cứ địa thứ ba để hệ sinh thái quyền lực của ông ta có thể đứng vững trên chiếc kiềng ba chân. Nếu loại được nhóm Phan Văn Giang và Nguyễn Tân Cương, lúc đó căn cứ địa thứ ba sẽ thuộc về Tô Lâm. Ông có thể ổn định quyền lực được xây dựng trên ba trụ cột do toàn cấp tướng nắm giữ. Hai nhân vật dân sự gốc Hưng Yên trong Trung ương Đảng là ông Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam và ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Có lẽ họ chưa được hưởng lợi từ những ông tướng gốc Hưng Yên. Tô Lâm là tướng công an, ông cần các vị tướng công an và quân đội để mà chấn giữ các vị trí quyền lực có tính chất trụ cột cho nhóm Hưng Yên của ông ta. Còn những người ngoài lực lượng vũ trang khó đáp ứng được kỳ vọng của ông. Rất có thể Đại hội 14 năm 2026, ông Vũ Hồng Văn là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế sẽ vào Trung ương Đảng để tham gia vào hệ sinh thái quyền lực của Tô Lâm. Đáng chú ý, ông Vũ Hồng Văn là thiếu tướng công an nên sẽ đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy quyền lực của ông Tô Lâm. Như vậy, rõ ràng nhóm Hưng Yên của Tô Lâm chủ yếu phát triển dựa trên tướng công an và quân đội. Nếu như Tô Lâm thành công bố trí được hệ sinh thái quyền lực như ý muốn thì chắc chắn chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mang màu sắc quân phiệt. Nhiệm kỳ tới rất có thể sẽ có nhiều tướng công an chuyển vào Ban Bí Thư. Ông Lương Tam Quang trấn giữ Bộ Công an, nâng đỡ hàng loạt tướng tá gốc Hưng Yên rồi sau đó chuyển vào Ban Bí Thư. Nếu Đảng Cộng sản bị Hưng Yên hóa thì Đảng cũng sẽ có xu hướng quân phiệt hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ngày hôm nay với bản tin Hưng Yên có bao nhiêu tướng, Hưng Yên hóa chẳng khác nào quân phiệt hóa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.